cho à, nó không vào à. Ê trời ơi, ba bà nội nó đâu ra vậy? Trời ơi, xém đụng ba bà nội đó rồi. Rồi đã coi dính cái đèn đỏ nữa mà nãy da. Ừ bây giờ thêm đụng đích mình nữa, bong luôn rồi các bạn. Chạy chưa gì hết, vô thành phố quá trời xe luôn, gặp ba bà nội tóc ba mà còn thêm bị đụng cái đích nữa, khổ quá trời khổ mà. Đấy, hôm nay nhà xe Hoàng Long đi một ngày mà phải gọi là trời khá là đẹp luôn, không có mưa luôn các bạn. Đây mình đang trong thành phố, mình thấy có khách đứng ngoài đường quá trời luôn, nhưng mà mình không thể không có khách trong đường nha các bạn, như cái khẩu hiệu của xe vậy đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếp nha. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại chạy xe giường nằm đó nha các bạn. Ok, thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một cái nhà xe khá là nổi tiếng trong cái tuyến Hải Phòng Hà Nội, Hà Nội Hải Phòng các bạn. Đó, đó là nhà xe Hoàng Long. Đó, Hoàng Long Express. Ok, đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng con Taco Mobi Home, con này là đời 2018 nha các bạn. Đó, để vận chuyển khách của cái nhà xe Hoàng Long đi về Hải Phòng nha các bạn. Đấy. Ok chưa? Đó, con xe màu trắng khá là nổi tiếng luôn. Ờ cái gì? Từ tháng 9 à gì? Từ tháng 9 2015 là nói không với bắt khách dọc đường. Đấy, tức là xe này nó chạy tuyến này các bạn, nó sẽ chạy từ cái tuyến là xuất bến từ Hà Nội về Hải Phòng, xong rồi từ Hà Nội từ Hải Phòng về ngược lại Hà Nội. Đấy, kiểu vậy, nó sẽ chạy từ đây tới đó thôi, không có rước bất kỳ một khách dọc đường nào cả. Và nó có cái giờ xuất phát là 7 giờ, 8 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 17 giờ, 18 giờ luôn. Đó, tức là 7 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là đều có cái tuyến xe, có những cái chuyến xe hết. Thì là đã có một cái bến xe nữa các bạn thấy không? Ok, thì ta không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình bằng cái nhà xe Hoàng Long này nha các bạn. Biển số nó là 15B25714. Ui, 15 là biển Hải Phòng đúng không ta? Đúng rồi. Như biển 15 là Hải Phòng. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lên xe và đề máy lên thôi. Rồi ok, xe được đề máy là nó sẽ mặt tiếng lớn như vậy. Đóng cửa, đóng cốp lại nè. Đóng cốp lại. Rồi ok, đóng cửa luôn. Đó. Và các bạn đừng quên để lại phía dưới cho mình một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho cái fanpage của mình, ở lộn cho cái kênh YouTube của mình, thì các bạn ấn cho mình một cái subscribe nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình thôi. Đây là xe của chúng ta, đây là anh Lơ xe nhá. Ok, đi thôi, chạy ra, chạy ra. Đây là cái CBS, hiện tại nó chưa có nhận được cái đường. CBS chưa nhận được, mình muốn trả với cái đường nào luôn. Hình như là bây giờ sẽ quẹo bên phải nè. Ok, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời luôn nha các bạn. Ơ, sao tắt máy rồi? Rồi, ok, chạy luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy ra cao tốc nha các bạn. Ra cao tốc, sau đó chúng ta chạy về Hải Phòng. Ui, ông nội này đâu ra vậy? Chim lang thang. Ok, đấy là mình quên mở cho các bạn cái gương hậu. Đấy, là cái gương hậu đấy. Nhiều bạn cứ đam mê gương hậu các cày đúng. Mở gương hậu cho các bạn luôn. Ui, phía trước có mấy chú công an kìa. Đấy, mình chạy đúng luật mà, không có sao. Hello mấy chú nhá, chúc mấy chú làm việc một ngày vui vẻ nhá. Thôi mình chạy đúng luật mà, không sao đâu.
Rồi ok, và tiếp tục thôi. Các bạn xem clip mình, các bạn nhớ bấm like phía dưới cho mình nữa nhá, để mình có động lực để làm thêm nhiều video hơn cho các bạn xem. Mình chuẩn bị xuống cao tốc hay sao ấy. Ôi, đèn đỏ, đèn đỏ. Ok, giờ đèn đỏ cái đi. Rồi, ok. Hình như phía trước là... Ôi, bây giờ mình chạy thẳng luôn mà đúng không? Mình chạy thẳng luôn. Ok, mình chạy thẳng luôn các bạn ơi. Rồi, hai bên kia đèn đỏ rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi. Gây chia ly vì em ra đi mãi mãi. Rồi ôm cái vua này, rồi chúng ta ghé phải luôn nha các bạn, đang đèn xanh là đi luôn. Khóc cho nhau, chúc em hạnh phúc trong tình duyên. Ui, dứt đèn đỏ nó giờ sao nó cứ dứt đèn đỏ hoài thế nhờ. Bên kia như xe công an thì phải đúng không ạ? Rồi mình chạy luôn, mình xăng rồi. Let's go. Ôi, phía sau có con xe khách đây kìa các bạn. Đó, quá trời xe luôn các bạn, bữa nay đông xe vãi nọ luôn nè. Rồi, 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 rồi. Đó, thì ba nhà xe Hoàng Long của chúng ta sẽ đưa khách về lại Hải Phòng nha các bạn. Và nhà xe Hoàng Long của tôi là như cam kết là sẽ không bao giờ rước khách dọc đường. Đó, mình chỉ chạy theo tuyến Hà Nội, Hải Phòng thôi. Không rước khách dọc đường nha các bạn. Đi đồng xe vậy. Thôi đèn đỏ rồi, ok đèn xanh rồi. Hên quá mình vừa tới nó vừa đèn xanh luôn các bạn. Được thật sự luôn. Ố, chạy đi bạn. Không chạy đi bạn. Ôi con bia đất này nó đậu trước mặt mình luôn nè. Không chạy luôn nè các bạn. Rồi ok. Ôi cái len này như là len của xe điện hay sao ấy. Rồi mình chạy trong này. Ồ cái đường này nó đang sửa chữa các bạn ơi. Cái đoạn này nó đang sửa chữa. Ok. Rồi để mình chạy xích lên đây nhá. Đông xe quá các bạn. Còn lại gì. Ui, có chú công an nè, chào chú công an nhá. Để nhanh vào, nhanh xin vào. Không cho à, cho xin vào. Ê, trời ơi, ba bà nội nó đâu ra vậy. Trời ơi, xém đụng ba bà nội đó rồi. Rồi, đó coi, dính cái đèn đỏ nữa và nãy da. Ừ, bây giờ thêm đụng đích mình nữa. Con luôn rồi các bạn. Chạy chưa gì hết, vô thành phố quá trời xe luôn. Gặp ba bà nội tống ba mà còn thêm bị đụng cái đích nữa. Khổ quá trời khổ mà. Đấy, hôm nay nhà xe Hoàng Long đi một ngày mà phải gọi là trời khá là đẹp luôn, không có mưa luôn các bạn. Đây mình đang trong thành phố, mình thấy có khách đứng ngoài đường quá trời luôn, nhưng mà mình không sẽ không có đứng khách dọc đường nha các bạn, như cái khẩu hiệu của xe vậy đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tiếp nha. Khổ ghê. Mới chạy tới cái là hung cái đích mình rồi. Ui, cái xe điện nó cũng dừng đèn đỏ luôn đó ta. Cái xe điện nó cũng dừng đèn đỏ luôn nha các bạn. Ui, sao đông xe dữ vậy. Xin vượt, xin vượt. Đi qua đi. Rồi, ok. Đèn vàng, ở dính đèn đỏ nữa mấy ông, sao mình cứ dính đèn đỏ ngoài thế nhờ. Rồi chạy xích lên, đây là cái chiếc xe điện nè các bạn. Wow. Nó kiểu nó thay thế mấy chiếc xe buýt trong thành phố ấy. Thay vì các bạn đi dùng nhà thành phố các bạn sẽ book xe buýt đi đúng không? Nhưng mà bây giờ có xe điện thì các bạn khỏi cần book xe buýt nữa, đi xe điện nó cũng tiện hơn. Ở điện này chắc có thể là nó chạy bằng điện ấy, chứ nó không chạy bằng xăng dầu đâu. Nên chúng ta sẽ bảo vệ môi trường thôi các bạn. Mà
cả đường này cũng đang xây dựng, kiểu là hiện tại đã có cái đường xe điện rồi, là mình nó sẽ làm rộng ra hay sao ấy. Cái gì mà dính đèn đỏ hoài vậy trời, chạy chưa gì hết dính đèn đỏ nữa rồi đó. Thôi vàng vào đây đi, đi luôn. Trời, đằng trước một cái đèn đỏ nữa kìa, thấy chưa, chạy không có bao nhiêu cho nó vô thành phố dính đèn đỏ hoài luôn nha bạn. Đèn này xanh chưa? Ok, mình vừa tới nó vừa xanh lắm nè. À, cái đèn phía trước nó còn xanh nè. Ui, nó lên đèn vàng rồi. Mình tới chắc tới đèn đỏ luôn quá. Như dự đoán các bạn, bước phát đèn đỏ luôn. Rồi, ok, xe mình sẽ tạm dừng một tí. Mình cứ đu thằng xe điện này hoài lắm các bạn. Tổng cộng nó có mấy to ta, cũng dài lắm các bạn. Xe điện này nó cũng dài lắm luôn ấy. Rồi, chúng ta chuẩn bị đi tiếp nha. Rồi, ok. Let's go. Tiếp tục hành trình thôi. Phía trước lại là một cái đèn đỏ nữa. Mà có thể là mình vừa tới là nó vừa đèn xanh luôn đấy. Đó, đúng rồi các bạn. Như dự đoán mình luôn. Trên trước mình có anh shipper các bạn, chở hàng đồ cắt cò yếu. Trong này nó quá trời nhiều cái gọi là ngã ba, ngã tư các kiểu nên là người ta phải làm đèn xanh đèn đỏ các bạn. Nhưng mà mình thấy đèn xanh đỏ quá trời nhiều luôn. Kìa, phía trước mình nhìn xa xa một cái nữa hay gì rồi kìa. Đúng rồi, nó làm một cái nữa rồi. Cố gắng chạy nhanh qua được không ta? Còn đang hàng xanh qua luôn. Cái phía trước đèn vàng nữa kìa. Khổ quá mà. Mình chạy qua cái này nữa là như chuẩn bị xuống cao tốc rồi đấy. Đó, bây giờ vẫn chưa qua mặt được cái thằng xe điện thì các bạn, mình chạy nhanh thì nó chạy nhanh, còn mình chạy chậm thì nó sẽ chạy chậm theo. Cái đòn xe điện như thế này nó chở rất là nhiều khách nha các bạn, chở nhiều hơn xe buýt thì rất là nhiều luôn. À, rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị rẽ bên phải các bạn, rẽ phải lại đèn đỏ, rẽ phải nha. Mày nó chở gì ta? Bóp nghe là gì? Không biết nó chở gì luôn mà. Rồi chạy đi bạn, ăn gian kìa. Ui, nó cũng quẹo phải theo mình luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo phải nha. Quay vào như là vào thành phố rồi đó các bạn. Đèn xanh nhanh quá. À, qua đây được hai lên đường rồi nè các bạn. Rồi đoạn này thì nó không có cái xe điện nên là chúng ta có hai cái lên đường rộng như thế này đó. Bây giờ là mỗi người chạy một lên, mình sẽ qua lên này để mình qua mặt luôn đó các bạn. Ok, đợi đèn xanh là mình đi nhá. Nói chung vô thành phố này là bực nhất là cái đèn đỏ hoài các bạn, nhưng mà mình phải chịu thôi. Là hết anh đi đường anh. Vì an toàn người ta mới làm đèn đỏ là quá trời nhiều ngã ba ngã tư rất kiểu nha. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Ui, đèn vàng cứ quá kẹp không đi đường em. Quá kẹp không, ui kẹp luôn các bạn. Qua đèn vàng kẹp luôn. Hai kia nó dừng lại rồi, mình thì mình qua đèn vàng kịp thì mình qua luôn. Rồi chúng ta sẽ đi trên một cái tuyến đường này nhá. Từ đây anh xin người yêu đừng oan trách hay giận hờn gì anh, nếu trước chúng ta cùng biết thì thương nhớ không về trong. Cái đèn đỏ nữa các bạn, đèn đỏ nữa, cái đèn đỏ nữa. Trong tim em có
thấy nghe cô đơn. Nó có mấy cái trạm mà xe buýt trên đường dọc đường các bạn thấy không? Nhưng mà đó là xe buýt trong thành phố thôi, nó chạy đường dọc đường chứ đi nhầm đường rồi, đường quẹo phải thôi. Cái này như quẹo phải vào bến xe phải không ba? Đêm buồn về chiếm tâm tư. Nghe lòng mình còn mình qua đường bàn đó nha. Lòng mình còn. Cái này như quẹo vào bánh xe nè. Xanh này xanh, quá lâu ăn. Thôi là hết em đi đường em. Ờ, ok, mình chuẩn bị vào đến bến xe các bạn. Nãy giờ qua thành phố đấy, nãy giờ mình chạy trong thành phố đúng quá trời đèn luôn. Bây giờ mình chuẩn bị đến bến xe rồi. Xe nó nằm bên này, để mình coi coi. Ghé phải vào nha. Ok. Bến xe này kiểu là nó có cả cái kho vận chuyển hàng các bạn, nên xe tải nó vận chuyển hàng ở đây cũng rất là nhiều luôn. Công việc theo post cũng có nè, tăng thanh gì luôn nè, nguyên chiếc container mình phải đúng rồi, một chiếc container 2 thùng nữa mà. Ok, mình vào trong thôi. Hello chú bảo vệ nha. Ok, mình sẽ để đậu xe đâu cho khách xuống được ba. Đậu đây đi. Ôi, chúc mừng nhở. Để lui lại. Nhiều đêm buồn về chiếm tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Quay ra. Ok. Hiện tại thì chưa có xe về nên mình có mình lên xe mình thôi. Ok, thế thì cho tiện. Rồi, đậu xe đi. Rồi, mình sẽ mở cửa, mở cốp ra cho hành khách xuống xe. Rồi, tới nơi nha mọi người ơi. Ok, mình sẽ mở cửa, mở cốp ra. Rồi, ok, tắt máy nha. Đấy, thì như vậy thì mình và các bạn ngày hôm nay cũng đã vừa hoàn thành xong được một cái chuyến hành trình, đó là trải nghiệm cái nhà xe Hoàng Lâm để đưa khách về lại Hải Phòng xong rồi đó các bạn. Và các bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì các bạn cũng đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và các bạn nào muốn mình trải nghiệm những cái nhà xe nào nữa thì cũng comment phía dưới mình biết luôn. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập vào fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.